Hello, xin chào cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình nha. Và mình là Quỳnh Như đây. Yeah yeah. Ok các bạn ơi, thì ngày hôm nay mình sẽ quay trở lại với bữa cơm gia đình nha. Giống như là hồi sáng các bạn thấy mình live stream trực tiếp mình hái đậu rồng rồi á, có rất là nhiều bạn yêu cầu mình làm mứt đậu rồng đi. What? Nhưng mà mình chưa có mường tượng ra được món ăn nó như thế nào, cho nên đậu rồng thì mình đã chia ra hai nhà, nhà của Di một mớ, nhà mình còn mớ, mình sẽ chân mắm với lại ăn sống chung với đậu rồng nha. Lâu quá mình không làm mà mắm chân ăn, hôm nay mình rủ mẹ làm mắm chân ăn cơm cũng như là làm đồ ăn ăn buổi chiều luôn á. Nãy mình có quay cho mấy bạn thấy sơ sơ nhưng mà bạn sẽ không có thấy lắm. Đây là những cái trái tắc mà nó mới đậu trái đợt này nè, nó bự dữ lắm luôn á, không thể nào tưởng tượng được luôn nè, nó quằn nguyên cái cây xuống luôn rồi nè, thấy không? Mỗi lần mà tới cái mùa tắc mà có nước đầy đủ, không có bị hạn hán á, là những cái cây tắc cũng như là có một số bạn gọi là hạnh á, thì nó có trái dữ lắm, nó quằn luôn. Mình ước đây, mình ước gì đây là những cây quýt á, ngày nào mình cũng ra mình hái ăn á thôi, chứ còn tắc á khi mà nó chín rồi á nó mới đã, chấm muối ớt ăn nó mới xiền. Bây giờ thì mình sẽ quay bữa cơm gia đình của mình buổi chiều ngày hôm nay với mẹ mình nha. Mẹ mình đang ngồi làm gì nè. Đây, hello chào mọi người. Đây là mẹ mình. Hello, chào các bạn, các con, các cháu. Hôm nay cô với Như nấu cơm gia đình ăn nữa mà nay chân mắm chân ăn với đậu rồng. Các bạn yêu cầu xào tỏi gì nè, giờ cô rửa rồi cô sắc ra lần lát xào tỏi với mắm cô bầm chân hột vịt ăn, có dưa leo nữa nè, có một cục thịt chả luôn, nửa ký mắm châu đốc với lại hai tép hành. Ở đây mình lấy mấy cái củ hành mình trồng mà nó cũng lên nữa nè. Buổi chiều nay trời rầm rầm quá trời luôn á, chắc là sửa soạn mưa nhưng mà mưa không nổi á, mình nghĩ là mưa ở đâu rồi á cho nên trời mới rầm vậy á. Không có con ốc bu nào đó, bị gì rồi nè, cái nó bị mất cái mặt rồi nè, cái nó mới thay cái mặt hay vậy mấy bạn thấy không, con ốc này nó không có cái mặt, còn mấy con ốc này nó có cái mặt nè, nhà thấy không, ngộ ta, con ốc này nó không có cái mặt, ngộ ha, nó đang bị thay cái mặt hay sao á. Thôi mình thả nó nha, thả nó nha mấy bạn. Chân mắm thì phải bầm mấy con mắm ra. Đậu rồng một nửa thì để xào tỏi, còn một nửa thì để ăn sống. Đừng liên quan tới hũ mắm ruốc này nha, tại mình tính lấy ra ăn cốc thôi. Nguyên liệu để làm mắm chân đó chính là thịt bằm. Thì trong đây mẹ mình đã ướp đường, bột ngọt, hạt nêm, tiêu và nước mắm. Bây giờ mình sẽ nhúm lửa lên. Trời chuẩn bị mưa rồi đó mọi người, trời tối rồi nè. Giờ mẹ mình bắt nồi nước chuẩn bị chân mắm. Con bắt cái chảo kia chuẩn bị xào mỡ đó mẹ. Chưa sôi hả? Lâu quá ha. Tỏi khô sắp vàng rồi, cô sẽ bỏ thịt vô xào cho chín mới trộn vô mắm được quặng cho thơm. Buồn quá, mình không có mấy anh bộ đội, mình buồn quá. Bộ đội gì nữa? Cho mày đi cách ly bây giờ. Nói ngày đòi mấy anh bộ đội. Mấy anh bộ đội như trên Sài Gòn vậy đó. Vô phiên hậu vệ mặt trời coi đi cho đỡ. Mấy anh bộ đội chơi ghe ao trên Sài Gòn được đó. Mấy anh không phải bộ đội mày ơi. Mấy anh bộ đội xã mình bụng bự lắm. Ngày du kích mày ơi. Không có muối nào đó. Đó, ở rồi xào sẵn ngon. Bộ đội xã mình có vợ hết rồi. Đây là mắm mẹ mình đã bầm rồi, bỏ vô tí xíu hành. Giờ mình sẽ đập hột gà vô trong cái tô mắm này nha. Thủi coi hột vịt này có bị gì không? Không, không có bị gì không? Bỏ vô ạ. Vàng tươi. Kiểu như nó muốn đặt lại rồi đó. Để tủ lạnh. Để tủ lạnh lâu quá nó muốn hư rồi đó mọi người. Hồi bữa mình nè nè thấy không, xíu nó là chết rồi. Hư hả? Nè nó đặc đặc gì nè. Dữ quá. Nó đặc tại trong tủ lạnh á. Có hư không? Không, nó không có thúi, bỏ vô luôn ạ. Tại vì để trong tủ lạnh mình phải cẩn thận. Hồi bữa tự nhiên có cái hộp gà mà mới mua về luôn mà tự nhiên đập ra nó bị đen hôi hùi lùi à, mà nó húi quắc luôn. Hộp gà Trung Quốc. Hộp gà sao á? Nó húi quắc à. Đó.
Còn cái mấy cái hộp vịt bởi vậy đập phải cẩn thận nha, hồi bữa xém nữa đập vô gói mì ăn là á khẩu rồi. Tự nhiên cái hộp gà mà đen thui à. Lâu lâu á, sáng dậy á, muốn nấu mì phải hửi nguyên rổ hộp gà luôn. Phát hiện là trứng nào thối dục. Hôm qua ăn xém nữa bị nổ banh đầu luôn rồi. Trứng hộp gà là nó thối ơi là thối luôn. Thối không thể nào tả được hết á. Đập hộp gà mà tướng ngồi hèn dữ. Chứ ngồi sao sang mà nội. Hello, có xịn không? Không. Không nha, không có xịn. Có xịn không? Không. Sao mày khác mà mày chừa lại giá hàng chi vậy? Cái đó tao mới hái. Trời ơi. 5 cái hộp gà, 3 cái hộp vịt, 1 tô luôn. Lên hộp gà với mắm lên trước nha. Các bạn có thấy không? Nhìn ngon quá ha. Mẹ mình làm có chừng 10 con mắm mà dữ vậy trời. Thịt với hộp gà là nhiều. Còn mấy con mẹ ta chừa lại ăn mắm sống. Người mẹ vĩ đại của mình chuẩn bị phi tỏi, xào đậu rồng theo yêu cầu của các bạn trong live stream hồi sáng. Đậu rồng xào mỡ. Sáng có bạn nào yêu cầu làm mứt đậu rồng lắm á. Mứt đậu rồng làm sao trời? Không biết luôn. À đúng rồi, nó kêu làm đi Trang mứt dừa vậy. Là bỏ đường vô sên chừng nào được thôi. Trời ơi, chắc xỉu luôn á. Để mời tôi làm thử coi, nếu thành công thì ta chia sẻ, còn còn mà không thành công thì bắt đền nha. Có phải em đã khiến trái tim của người em yêu thương rất buồn? Có tim anh để nói cho anh lắng nghe lòng em. Tao ra đây thử nghiệm trước. Nếu có lỡ mà chết một mình á thì tao ngày ngày vẫn nằm trên cái võng này, mày hiểu không? Mày đừng hòng mà ra nằm trên võng này của tao. Thấy mình hung dữ ghê không? Tại cái nết mình vậy chứ không phải mình hung dữ nha. Nhà này có con Di là hung dữ nhất nha các bạn. Đậu mắm vô chân hả? Dạ mẹ. Tao là cái hệ ăn sống mà mày chân chín làm gì vậy? Để tao ăn mắm sống. Tao ăn mắm sống mày. Đậy nắp lại cho nó chín. Nồi nước chân mắm cũng đã sôi. Bây giờ thì đậu qua. Đồ vợ của ai ngon lạnh chưa? Đậu qua thôi. Đậu qua đi Di. Đậu qua chờ tao miếng tao húp nha. Ừ. Chân cái thao dữ nha. Ăn ngày mai luôn. Ghê. Hai mấy trái ớt hiểm để lên cho đẹp không? Thêm nước không? Thôi được rồi, thêm nước có lỏng á. Chắc vô. Đổ thêm nước đi. Được rồi, ngon rồi đấy. Con gì bay bay vậy? Ngon quá à. Cái này mà húp một cái ta nói thiệt chứ. Ối tới mặt xanh luôn. Cái hương hết trống rồi. Chân ơi, cái chớp quá tao sợ. Cái gì nữa? Chớp quá tao sợ. Dạ tao đi hái cốc nè, tao không có sợ trời chớp, trời chó gì hết á. Nắp lại xong. Không mà phải đẩy nắp luôn cái nắp bự á. Trời ạ, nắp bự rồi à. Đẩy nắp bự á, hiểu không? Đẩy nắp nhỏ này nó không có hết được. Để con lấy cái nắp bự. Có phải anh đã khiến trái tim đó, cái nắp này đâu được. Bụng hai con cái này mồ hôi nó không chảy. Rồi ok. Wow. Đây là chưa chín. Nhỏ này chờ trời rằm đánh nó giờ nó chạy vô nhà nữa. Nói vậy cái cốc ăn chung với mắm ruốc rồi chờ ăn cơm. Trước khi ăn cơm mình phải ăn trái cây vô cho nó có vitamin. Nó mới vậy chảy. Mẹ nói gì vậy các bạn nghe hết rồi nè. Không có ăn cốc bị tiêu chảy vô coi bị ép quật nha. Bậy bạ hết sức à. Không có. Cái người này thiệt. Ta người ta cố tình không nói rồi. Có một cây cốc này còn. Mình có nên hái cây cốc cao hay là mình hái cây cốc lùn đi, trời mưa rồi mình làm biến quá. Hái cây cốc lùn đi. Có phải anh đã khiến trái tim của người em yêu thương rất buồn. Nè, thấy ghê chưa? Cốc nhà mình. Cái gì vậy? Ghê quá, tự nhiên ra đây nổi da gà. Đuôi gì á? Trời ơi, con vịt của mình. Thôi, hái cây này đi. Hái mấy trái nhỏ nhỏ này đi. Ăn từ từ. Còn chùm bự thì ăn không có hết. Hái mấy trái thôi, hái nhiều gọt gì nó ăn hết thì trả tội nghiệp. Trước khi ăn cơm chúng ta sẽ làm xương xương vài miếng cốc. Cốc chấm mắm ruốc. Mày không tách ra gì chưa? Dao đâu rồi? Không có nêm, có dừa không? Chùa quá. Nấu khỏi cần nêm. Tại mày gọt còn xanh á.
dao nè. Thôi nó phải có dao mới được. Nó ăn nó cạp, nó cạp nó đau răng. Quá chua. Chấm à. Ôi nói nó chua không thể nào diễn tả được luôn á. Thứ gì muốn bán quần. Thứ ra chùm cốc nãy già rồi đó. Nha. Chùm dưới thấp nè. Bữa giờ không hái. Có miếng mắm ruốc về ăn cho ngon. Trời ơi còn tép mỡ. Bức sắc. Trời đầm phải kiếm cái bộ hồng ăn chứ. Hai đứa hiền quá bởi sao trời rằm. Ăn cốc mà ta tưởng có bầu không á. Thiệt. Dịch này ở nhà có nhiều người có bầu lắm chứ không phải riêng tôi với anh gì. Thèm chết luôn á, hả gì? Thấy không? Ừ. Mới đâu coi live stream của mày đó. Coi live stream gì? Live stream hồi trưa. Hồi trưa hả? Thì đó có 5 phút mấy à? Ừ. Chiều nay mua gấu cơm nóng ăn là bá chế luôn. Ừ, ơi, mẹ nóng. Nóng mà mày làm gì Tiên? Ừ, tính chậm. Trời ơi, thằng nãy bệnh rồi, cái này mới nhắc trong bếp xuống luôn á. Xíu nữa là nó dụng xuống đất chứ gì. Chứ không biết tên dài vô giùm. Xíu nữa là cái công mà phỏng hết rồi, phỏng hết rồi mấy bạn ơi. Nháo rồi, nãy tao thấy tao mới nhắc xuống không? Biết, thấy cầm trong rế kia tưởng không nóng. Rồi, mình bới cơm. Bới bằng gì kỳ vậy? Bới bằng giá quên đem cái quên. Cái này ta gọi lại gì? Giá múc canh. Còn giá bới cơm. Giá bới cơm lại giá bới cơm chứ gì ba. Trời ơi, chín rồi. Chín rồi. 8 cái trứng mà không chín rồi. Có rau sắn mắn để ăn nè. Nè, sắn ra nè, hấp dẫn ghê không? Sao chụp hình chưa? Chụp hình rồi. Chưa. Rồi mẹ ơi. Duy chụp không? Thôi, Duy chụp rồi thôi. Để ăn cắp ảnh. Để ăn cắp ảnh. Quá, cơm nóng ngon, bới cho mẹ. Biết mặn. Bới cho không mặn đâu, nhìn màu không mặn rồi mẹ. Gắp cho mẹ ăn cục mắm. Trời ơi. Nè, chuẩn bị nè, trời ơi, tôi ăn tôi gắp. Trời ơi, gì dễ. Đó, miếng dưa leo. Ăn từ từ thôi. Rồi, mai mọi người ăn cơm chung với gia đình mình nha. Mày ngộ quá. Hello, chào các bạn, con chào. Thấy mẹ rồi chưa? Hôm nay cô với Như với gì nấu mà cơm thơm. Mưa không mẹ, mưa không, ngồi hết vô. Ấy mắm trời nè, giờ mời các bạn con cháu thưởng thức với gia đình cô cái bữa cơm chiều này nha. Bát cháy. Mắm chân. Cơm nóng. Thịt với đậu rồng xào tỏi rồi nữa nè. Nè. Trời ơi, Như bỏ cô vậy sao cô ăn. Còn Như không bỏ nó kìa, múc nó ơi. Cô nói rồi. Nè, vậy nè mấy bạn. Rồi đưa ra. Ôi, dính tay mày trong đâu ăn đâu. Ê, anh ta ăn, trời, con múc đi. Vừa đó. Là cái hú hồn chim én mấy bạn. Quá được. Trời. Vừa lòng ta lắm hay gì? Vừa lòng tao lắm. Vừa lòng Phú lắm. Mắm vừa ăn. À, quên kêu Phú mọi người. Phú đâu ăn này. Phú ở nhà luôn. Quá trời. Chúng mình quên hỏi nè. Có xuống đây không? Nãy dân quân vô phát rau. Quân hả? Ừ. Chứ phải bộ đội hả? Không. Sao mày không nghèo công an vô bắt bạn Phú. Bạn nghèo cho khóc. Thôi. Nó biết chở rau mà. Vì em mê, rất là mê anh bộ đội nha. Vì anh bộ đội có súng và có chừng. Cậu cầm con. Đậu rồng sống ngon hơn luôn á. Không. Ừ. Nó có giòn giòn á, có ngọt ngọt á. Ừ. Có sâu không? Không. Đậu rồng mặc dù là không có hút nhưng mà cũng không có sâu. Rồng sâu gì? Ừ. Bữa nay ăn ngồi phong cảnh thủ tình quá ha. Mưa rồi, nữa, mưa găm găm nữa. Chiều mưa nữa. Hôm nay vắng mặt ông xã cô đi cắt rau muống cho cá ăn trưa về nha các bạn. Ông cắt rau muống cho cá ăn.
ham ở ngoài Bà Kinh chứ đâu. Ham bay chưa giờ chắc phá bà cố ngủ không được luôn quá. Bà tưởng ai giờ mò qua đi luôn á. Làm thiên trời địa lợi. Tối nay ngủ mà thấy ai dắt vào khoai mà dí là biết bà cố bà về rồi đó. Không. Bà cố thương em lắm. Bà cố nghe mẹ tôi nói hả? Hồi tối thấy con tiên về ngủ chung với nó. Nằm mơ. Trời ơi thấy con hả? Vậy là bà tới có cháu luôn rồi. Ghê không? Thấy tiên ngủ với đứa nhỏ. Thì mẹ tôi nói con tiên. Ghê trời. Con chưa có vợ nó lấy gì có con. Đó. Mấy nhiều đứa nhỏ không? Cả chục đứa. Bữa tao thấy nguyên cái nhà trẻ luôn. Ghê vậy má. Ê khủng quá. Sao luôn? Vậy nào má nói bà được sợ rồi. Bà sợ quá trời luôn. Bà đóng cửa bật đèn gì mà bà không được rồi. Ghê nè. Hồi sáng tôi nằm giỏng mà tôi nghe mà tôi ngủ mơ mơ á. Nghe gì vậy? Nói bạn nó vô. Nghe nói bạn tiên vô thấy bưởi của bà. Mà bật đèn hướng trái là cực quẩn. Bạn tiên không biết còn sống hay chết rồi nha ông nội. Bật đèn không cháy rồi thấy nguy hiểm nha. Rồi thấy thằng tiên nằm trước ngủ với đứa nhỏ nào á. Tớ chuyện rồi tiên ơi. Đi giữ con giùm mày. Nằm bao. Nằm chim bao. Nằm có dềm á. Có dềm là sắp sửa có cháu rồi đó. Ở dịch. Nhà tao cũng nằm mơ thấy con nít hoài à. Dịch này cháu đâu ra. Nít nhỏ xíu mà, nít sơ sinh chứ không phải nít nhỏ mà cỡ thằng Phú nha. Nít nhỏ xíu luôn á, mới đẻ luôn á. Gì vậy? Mẹ con cũng thấy hoài nè. Nó hay đứng ngay đầu nằm cha tao á. Kêu bằng ông nội hả? Không đứng đó, ông tuổi nó đi, nó không đi, ông la quá trời luôn. Rồng sao tỏi, nêm lá quế. Lá quế của mấy chú giúp tích cho. Là sao? Con hỏi ổng vậy nè, ổng đưa càng cua. Cái con hỏi đưa gần cua để làm món gì, nó mặn gà bóp vậy mốt lần này cho gần cua là lần sau đem gà vô nha. Cười quá trời. Cái hấp bao cũng được nữa. Tao hỏi vậy nè, sao cho rau hoài vậy? Cái ổng cười nói ngày mai đem cục thịt vô cho tôi. Cái ổng cười ổng giọt xe đi luôn. Hỏi không giống mấy anh bộ đội trên Sài Gòn nhớ đi mua hàng giùm dân mà còn bị dân bơm hàng nữa. Tự nhiên cái cho thành shipper bất đắc dĩ luôn. Có người nghề tay trái. Tay bớ sao? Nghề tay mặt là đi từ thiện mà nghề tay trái là bị bơm hàng. Có năng nữa không? Hồi nãy con mới ra sáng ăn chút xíu vậy à. Thầm mập. Trời ơi ăn đại. Rồi mày tới số rồi. Rồi. Chém lưng. Mẹ con cho con một giá nữa đi. Rồi ngưng. Hồi nãy á tua lại cái suột hồi nãy là có cái đoạn nào á như nó nói nó sẽ ăn đậu gồng với mắm nó không ăn cơm. Có đoạn nào đâu? Có, hồi nãy có một suột quay khúc đó đó. Trời ơi. Ừ, mà bây giờ nãy giờ hai chén rồi. Nãy giờ mới ăn có một chai đậu gồng ăn vô cho để nó nấu hoài à. Ngon không? Ngon nha. Tiên chảy nước miếng rồi nha. Vẫn còn nguyên. Để rửa xuống tiên. Giống quá. Đi. Người ta còn hỏi trái ớt. Cô này không ăn. Bữa nay ăn mắm chưng với dưa leo đậu rồng sống này với đậu rồng xào tỏi này ăn cơm quên thôi luôn các bạn. Ngon quá chừng. Ngon mắm chưng luôn. Với thịt với hột vịt với hột gà. Thịt nhiều, mắm ít, hột vịt, hột gà nhiều. Này chưng ốc được không? Chưng ốc cũng được. Ê, giống như chả vậy. Mắm ít cái nó ra giống như chả vậy ha. Ngon. Nếu như mà cái này mà không có chưng chung với con mắm là ra chả mẹ. Cơm sườn phải không? Đúng không? Chả mà ăn cơm sườn đó. Chả ăn cơm sườn là trứng nhiều dữ lắm. Chả thường là không có mắm. Không có mắm. Thịt với hột vịt mà hột vịt nhiều lắm. Thịt cũng bằm rồi trộn với hột vịt. Trời ơi coi kìa. Thứ gì không? Sao không nói quê cho anh ta rồi chạy đâu chạy. Anh không chạy về ăn xong phủi đít về rồi. Làm gì? Bóng BD. BD đó về rồi. Bóng Long Xuyên. Chị Tiên. Ngày mới à tao với ông Duy quýnh mày live stream đó. Hồi trưa này nhiều người yêu cầu lắm rồi đó. Người yêu cầu quýnh Tiên lắm rồi đó. Ăn ở sao sinh ra mà sao tao quýnh không à. Ngon quá. Bây giờ ra là mình kết thúc video. Rồi mình ăn hết chén cơm này nha. Tại nãy á ăn chùm cốc lận.
tới bụng bây giờ nó hơi bị lình xình. Ăn cốc mắm ruốc công nhận càng ăn càng mê luôn. Hồi đó tôi ghét mắm ruốc cũng tại nó thối. Mà bây giờ công nhận mắm ruốc mẹ mình làm nó ngon. Đúng không mẹ? Ruốc sao mỡ. Công nhận cô Tư ăn có một chén mà đổ mồ hôi dữ. Hai chén. Ơi, ăn ba chén mày ơi. Trời ơi. Mày đuôi rồi thấy chưa? Bữa nay cô ăn quên thôi luôn. Quyết lẹt. Mày đuôi rồi. Ba chén luôn á. Xới lia lịa luôn. Có gì gần nửa thau mắm nè. Ngon. Quyết liệt luôn mà. Thôi bye bye và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nha. Nếu như mà muốn gia đình mình làm những cái món ăn mà để bữa cơm gia đình gần gũi á, thì các bạn nhớ để lại comment cho mình biết. Còn bây giờ thì bye bye. Các bạn thấy video bữa nay ăn cơm với mắm chưng, đậu rồng vua leo rồi đậu rồng xào tỏi nó ngon á, hấp dẫn các bạn. Like cho cô, like đặng mốt cô với Hình Như làm nhiều video nấu cơm món ăn mới nhất nữa cho các bạn xem nha. Các bạn nhớ nhớ ủng hộ ba mẹ con cô luôn nha các bạn. Yêu thương, yêu thương các bạn, các bạn rất nhiều. Bye bye. Ai, trời ơi la dữ là điếc lỗ tai vậy. Là các bạn hết hồn. Nó khùng mà. Hết hồn vô bới tụi cơm ăn luôn.